Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm. Đó là thuộc xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị một miếng đất có diện tích là 17.000 m² nha tất cả anh chị, một mẫu 7. Thuộc xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Và lô đất này là xe hơi là chạy tới đất nha tất cả anh chị. Xe hơi chạy tới đất. Và lộ mặt tiền là lộ xe hơi, xe du lịch 16 chỗ là Vivu nha. Thì lộ này là lộ đá xanh nha tất cả anh chị. Thì cái đối diện con lộ là một cái con rạch cũng rộng khoảng hơn 20 m nha tất cả anh chị. Và đối diện qua nữa là quốc lộ 62 nha tất cả anh chị. Có nghĩa là cách quốc lộ 62 chỉ có một con rạch thôi. Thì lô đất vị trí ngay chỗ lô đất có cái nền cũng nhỏ nhỏ nha tất cả anh chị. Mặt tiền là 50 m nha tất cả anh chị, chạy thẳng vô luôn. Chạy thẳng vô luôn hơn 350 m. Và lô đất này rất đặc biệt là có hơn 600 m thổ nha tất cả anh chị. Có 600 m thổ nha, hơn 600 m thổ. Thì các anh chị mua về sau này mình xây cất nhà luôn cũng được nha. Và em cũng không để cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư đợi lâu. Em xin cập nhật cho bán chính chủ lô đất này luôn. Thì chủ bán với giá là 2,6 tỷ nha tất cả anh chị. 2,6 tỷ là 2 tỷ 6 nha, 2 tỷ 6 hết đất nha. Với diện tích là 17.000 m² của thuộc xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An nha. Lộ xe hơi nha tất cả anh chị. Mặt tiền là hơn 50 m á. Để một tí nữa em sẽ quét lên không ảnh cho tất cả anh chị xem rõ hình dạng lô đất luôn nha. Và lô đất này cách trung tâm Tân Thạnh chỉ có khoảng 5 km thôi nha tất cả anh chị. Cách trung tâm Tân Thạnh chỉ có 5 km thôi. Điện nước là đầy đủ nha. Xung quanh nhà cửa người ta ở cũng rất là nhiều nha tất cả anh chị. Thì các anh chị khu vực Sài Gòn về xem và sở hữu lô đất này. Từ Sài Gòn các anh chị chạy về tới đất. Thì các anh chị về tới trung tâm Tân Thạnh là khoảng 76 km nha. Em lấy móc Nguyễn Văn Linh nha tất cả anh chị. Các anh chị khu vực Nguyễn Văn Linh rồi đó, chạy về tới trung tâm Tân Thạnh là khoảng 76 km. Và cộng thêm khoảng 5 km nữa là tới đất nha tất cả anh chị. Là cũng chạng chạng cỡ 80-81 km là các anh chị tới đất nha. Mình từ Sài Gòn mình chạy về, mình có thể đi theo các con đường như sau nha tất cả anh chị. Một là các anh chị có thể đi ngay chỗ thị trấn Đức Hòa có quốc lộ N2 nha tất cả anh chị. Thì các anh chị chạy thẳng luôn về trung tâm Thạnh Hóa rồi mình cũng chạy về tới trung tâm Tân Thạnh nha. Và một cái đường thứ hai nữa là anh chị có thể đi theo cao tốc, đi xe hơi nha. Nếu đi xe hơi đi cao tốc Nguyễn Văn Linh đó, mình xuống ngay chỗ thành phố Tân An, mình chạy theo quốc lộ 62 và chạy thẳng qua ngay chỗ chợ Chim hay nha, chợ nông sản của khu vực miền Tây đó, chạy về tới trung tâm Tân Thạnh nha các anh chị. Và một đường thứ ba nữa các anh chị có thể đi theo quốc lộ 1, quốc lộ 1A, anh chị về tới thành phố Tân An, mình quẹo phải và mình quẹo phải vào quốc lộ 62 á, các anh chị chạy thẳng luôn, chạy thẳng về tới trung tâm Thạnh Hóa. Rồi mình chạy thêm 12 cây nữa là về tới trung tâm Tân Thạnh. Thì từ Sài Gòn mình về là cũng cỡ 80-81 cây nha các anh chị, 81 km. Thì trên màn hình các anh chị đây là cái hình dạng lô đất nha. Mặt tiền nó là 50-52 m đó, chạy thẳng dài vô luôn. Thì mặt này 200 m, kia thêm 192 m nữa, cũng dạng trạng 400 m nha các anh chị. Nói chung em quét lên không ảnh mang tính chất tương đối nha các anh chị. Thì cái lô đất này có 2 sổ nha, và 1 sổ thổ và 1 sổ đất lúa nha các anh chị. Thì đất thổ là hơn 600 m² nha tất cả anh chị. Thì người Sài Gòn, các anh chị ở khu vực Sài Gòn cũng đừng quá lo lắng về việc người Sài Gòn không thể đứng được đất nông nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp nha các anh chị. Thì bên em cũng có số anh chị hỗ trợ về giờ làm công việc về giấy tờ nha. Và em xin trả lời là người khu vực Sài Gòn có thể đứng được đất nông nghiệp, đất lúa nha các anh chị. Thì trên màn các anh chị đây là hướng Tây, hướng của lô đất nha. Thì các anh chị nào có hướng phong thủy phù hợp vào hướng Tây, mình mua sở hữu là ok luôn đó. Nó sẽ đem đến cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư sự may mắn cũng như là tài lộc đến bản thân và gia đình nha các anh chị. Thì đây là khoảng cách từ ngay chỗ vị trí lô đất về tới trung tâm Tân Thạnh nha, khoảng 5,4 km nha các anh chị. Lô đất này là đối diện quốc lộ 62 nha các anh chị, ngó qua quốc lộ 62 luôn. Thì ngó qua bên sông đó là quốc lộ 62 và cũng ngay chỗ quốc lộ 62 có điện 3 pha nha. Thì bên quốc lộ 62 mình kéo điện 3 pha qua. Còn điện nước thì đầy đủ nha. Còn điện 3 pha là đối diện quốc lộ 62. Thì các anh chị nào cảm thấy sản phẩm điện ý phù hợp với mình, hãy mạnh dạn liên hệ vào số điện thoại 0828 367 167. Gặp em là Quỳnh Thọ nha các anh chị. Em sẽ tư vấn cho các anh chị những sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền, phù hợp vào hướng và phù hợp vào phong thủy luôn nha. Và hiện tại bên em đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những sản phẩm bất động sản theo cầu nha. Các anh chị nào đang có nhu cầu tìm đất ruộng, đất vườn, đất mặt tiền, đất nền thổ hay kho xưởng bãi hay là tìm nhà thì hãy liên hệ qua anh em nha, để anh em đáp ứng những cái sản phẩm bất động sản và phù hợp cho tất cả các anh chị nha. Thì em xin nhắc lại nha, nhiều anh chị cứ nghĩ là Tân Thạnh là gần Campuchia, gần Miên. Thì em xin trả lời rằng và Campuchia gần Miên thì nó rất xa nha các anh chị, cách cũng xa lắm. Thì Tân Thạnh nó giáp ranh khu vực Thạnh Hóa giáp ranh của Thủ Thừa nha, và Thủ Thừa giáp ranh của Bến Lức rồi đó, cũng rất gần nha các anh chị. Thì lô đất này không có giáp Miên nha các anh chị, thì cách từ Sài Gòn về khoảng 80 km nha. Các anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua anh em nha. Và các anh chị đừng quên bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh nha, để cập nhật những video mới nhất về bất động sản. Video đó các anh chị sẽ tìm được những sản phẩm bất động sản thật ý. Chúc cho các anh chị và các bạn, các nhà đầu tư sở hữu những sản phẩm bất động sản thật đẹp, thật VIP và giá tốt nhất thị trường nha. Em cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Và lời cuối cùng xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo và xin chào tất cả các anh chị.